Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Quang cảnh xung quanh nơi yên nghỉ của Vũ Linh bị xáo trộn sau lễ tang. Những nghi thức cuối cùng trong tang lễ của cố nghệ sĩ Vũ Linh đã hoàn thành. Với tên tuổi lớn, ông được công chúng yêu mến tiễn đưa đến tận nơi an nghỉ ở Bình Dương. Sau đám tang, quang cảnh hoang tàn xung quanh phần mộ của nghệ sĩ ưu tú càng khiến khán giả bức xúc trước ý thức kém của người tham dự. Những thông tin liên quan đến tang lễ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vẫn được khán giả chú ý. Tối ngày 11 tháng 3, nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền đã lên tiếng bức xúc trước ý thức kém của một số bộ phận khán giả đến tham dự lễ tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Qua nhiều khoảnh khắc, công chúng không khỏi xót xa trước khung cảnh hoang tàn của nghĩa trang Hoa Viên Bình Dương. Vì lượng người chen chúc quá đông, nhiều người đã leo lên các phần mộ bên cạnh, giẫm đạp cả cây kiểng xung quanh để có góc nhìn rõ hơn. Đám đông chen chúc để tiễn biệt cố nghệ sĩ đáng kính, nơi an nghỉ của ông Hoàng Cải Lương. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền bức xúc khi những chậu kiểng xung quanh ngôi mộ đều bị vỡ nát, xung quanh nhiều rác, vỏ nhựa. Người dân vứt rác xung quanh nghĩa trang. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền cho hay, gia đình mình đã có mặt từ sáng sớm trước tang lễ của Vũ Linh để đảm bảo trông coi phần mộ của cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Tuy nhiên, dù đã cố gắng, song nơi an nghỉ của cô vẫn bị hư hại nặng nề. Cụ thể, phần đỉnh mái đền trên nơi an nghỉ của vợ nam nghệ sĩ bị gãy, hư hại nặng. Nơi an nghỉ của bà xã Thanh Điền cũng bị ảnh hưởng. Mái đình của phần mộ cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị hư hại nặng. Thanh Điền đau xót khi nơi an nghỉ của vợ bị ảnh hưởng. Nghệ sĩ nhân dân Thanh Điền đồng cảm và thấu hiểu tình yêu thương từ khán giả dành cho những nghệ sĩ đã khuất. Song, nam nghệ sĩ mong công chúng nên có ý thức hơn để tránh ảnh hưởng đến người khác. Ông thương xót khi các nhân viên nghĩa trang phải thu dọn tàn tích. Đồng thời, ông còn cho biết sẽ sớm sửa sang lại mỹ quan phần mộ của vợ. Đời là thế, Huệ ơi, anh xin lỗi em vì đã không hoàn thành hết trách nhiệm. Tôi hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ và tôn trọng giá trị văn hóa, tâm huyết của những nghệ sĩ đã qua đời. Tôi mong công chúng sẽ tuân thủ các quy tắc và quy định trong mọi hoạt động đám tang và tham quan mộ, ông chia sẻ. Người dân chẳng ngại đứng trên những phần mộ khác để có góc nhìn rõ hơn. Đám đông khiến nghi thức trong đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh bị ảnh hưởng. Trong những ngày tổ chức tang lễ, nhiều khán giả cũng gây cản trở các nghi thức thờ cúng cố nghệ sĩ. Ngoài những người hâm mộ thực thụ, một số nhà sáng tạo nội dung, người dân hiếu kỳ cũng kéo về khiến không gian bị xáo trộn. Đám đông chen chúc gây náo loạn cả một khu vực. Lực lượng chức năng cũng phải có mặt để điều phối, dù vậy tình hình vẫn không cải thiện. Lực lượng dân phòng hỗ trợ điều phối đám đông. Gia đình của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng phải nhiều lần lên tiếng năn nỉ người tham dự không gây rối. Mới đây, nhà báo Song Minh, một người có quan hệ thân thiết với cố nghệ sĩ Vũ Linh, thuở sinh thời và luôn bên cạnh người nhà để lo liệu tang sự, đã không giấu được sự phẫn nộ, tức giận vì thái độ thờ ơ, đáng lên án của bộ phận người vây xem đám tang chỉ vì thỏa mãn sự hiếu kỳ. Ông cảm thấy vô cùng tức giận khi có người vì để đạt được mục đích xem cảnh hạ huyệt của cố nghệ sĩ Vũ Linh mà thản nhiên đứng lên bia mộ của những nghệ sĩ đã mất bên cạnh như cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ, cố nghệ sĩ Nam Hùng, cố nghệ sĩ Thanh Tú. Do không chịu nổi bức xúc nên nhà báo đã lên tiếng nhắc nhở thì nhận về thái độ khó chịu từ những người khán giả. Thậm chí ông còn thẳng thắn tuyên bố Vũ Linh không cần những khán giả vô văn hóa, yêu thương bất chấp như vậy. Sau khi đám đông giải tán, nhà báo này đã quét dọn lại những ngôi mộ nghệ sĩ bị khán giả dẫm đạp lúc trước. Bất ngờ một nam thanh niên xuất hiện quay clip về những ngôi mộ của nghệ sĩ đã khuất với thái độ hả hê, ngã ngớn. Nhà báo Song Minh viết, đừng mang danh là khán giả hâm mộ nghệ sĩ, vì nghĩ đến tận cùng, họ cũng chỉ là những con người hiếu kỳ, bất chấp đạo lý. Nghệ sĩ cần khán giả, tôn trọng khán giả, nhưng những khán giả vô văn hóa như vậy thì nghệ sĩ không cần. Nhiều người có cả các ngôi sao cũng bày tỏ sự đồng quan điểm với nhà báo Song Minh. Họ xót xa cho những ngôi mộ bị dẫm đạp bởi vì một bộ phận thiếu ý thức. Hết nói nổi, chúng tôi không cần những khán giả vô văn hóa như thế này. Không hiểu sao có thể lố lăng đến thế này, không còn lời nào để nói với những người vô cảm như vậy. Không hiểu họ nghĩ gì mà dẫm đạp lên cả bia mộ của người khác. Mỗi khi có nghệ sĩ xuất hiện, những người dân sẽ vui vẻ quay clip, chụp ảnh như chốn không người. Trước câu chuyện dẫm đạp lên những ngôi mộ ở nghĩa trang để xem cảnh chôn cất cố nghệ sĩ Vũ Linh, mọi người từng nhiều lần nhắc nhở về hành vi chen lấn xô đẩy gây mất trật tự ở trước tang lễ tại nhà riêng của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Họ còn có thái độ cười đùa vui vẻ, tay bắt mặt mừng với những nghệ sĩ đến viếng tang lễ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.